Quan điểm khán giả nuôi nghệ sĩ của bà Nguyễn Phương Hằng đã gây bão mạng xã hội suốt những ngày vừa qua. Không ít nghệ sĩ vạ miệng bị khán giả đòi tẩy chay vì ăn nói không khéo khi bàn về vấn đề này. Mới đây, Leo Đình Bảo, nhà thiết kế thời trang kiêm nhiếp ảnh gia nổi tiếng gây chú ý khi chia sẻ quan điểm của bản thân. Với cách nói chuyện thẳng thắn, thô mà thật, Leo Đình Bảo khẳng định chính khán giả là người bỏ tiền nuôi nghệ sĩ bất kể trên phương tiện kinh doanh hay nghệ thuật. Leo Đình Bảo chia sẻ, bây giờ nghệ sĩ đăng cái gì lên cũng bán được hết vì họ có một lượng fan hùng hậu. Nghệ sĩ nào có fan đông livestream tiền cả đống, có fan đông like tầm một tuần là mua được chiếc Mercedes rồi. Nghệ sĩ bán hàng xong lấy tiền đó đi mua nhà đất, theo năm tháng bán đi bán lại, đất đẻ ra tiền. Một số nghệ sĩ làm hài mua vui cho khán giả là để lấy fan thôi. Không chỉ vậy, nhà thiết kế này còn tuyên bố nghệ sĩ ở Việt Nam không quan tâm đến khán giả. Sau khi có tiền, có danh tiếng, họ mặc kệ fan, không có trách nhiệm khi nhận PR quảng cáo. Giờ hỏi nghệ sĩ với dân ai nuôi ai, dĩ nhiên là dân rồi. Các bạn kinh doanh gì cũng phải bỏ tiền cho nghệ sĩ hết, bỏ mấy chục triệu cho họ livestream. Nghệ sĩ cũng đâu biết sản phẩm đó là gì đâu, nhưng đăng một bài, tag tên vào là có tiền. Đáng chú ý, Leo Đình Bảo còn nhắc đến trường hợp của Thủy Tiên. Ngay cả chị Thủy Tiên cũng vậy, khi chị giúp dân, độ hot của chị quá lớn, mấy nhãn hàng làm gì bỏ qua cho chị. Nói chung chị cũng tham tiền mà, chị Tiên làm gì không tham tiền, ai cũng tham tiền hết. Chuyện chị giúp dân là giúp dân, nhưng chị tham tiền vẫn là tham tiền. Chị Tiên cũng PR cho nước hoa, cây quạt máy. Mấy bài đăng mà, cỡ này Tiên đi về cũng mệt mỏi dữ lắm, nhờ có thuốc này hay quạt kia đều là quảng cáo hết đó. Cái đó cũng bơm tiền nhiều lắm quý vị, cũng phải 100 triệu hơn đó. Vì khi ấy chị Tiên đang hot, doanh nghiệp sạch lớn thì mở game show, chương trình truyền hình. Nhưng nhãn hàng nhỏ lẻ, bọn buôn mỹ phẩm thì đập tiền vào nghệ sĩ, hot TikTok, KOL gì đó. Leo Đình Bảo khẳng định càng là người nổi tiếng, được nhiều người biết đến, sẽ càng được săn đón. Anh còn lấy bà Nguyễn Phương Hằng ra làm ví dụ. Vì cô Hằng giàu quá, không mua cô được, chứ bình thường các nhãn hàng nó sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Mời cô PR liền. Hoạt động trong làng giải trí nhiều năm, Leo Đình Bảo tự tin mình hiểu rất rõ những góc khuất trong đó. Anh còn tố nhiều người đẹp dùng tiền mua danh hiệu hoa hậu, từ đó có danh tiếng để đi bán hàng, livestream. Anh cho rằng những người giàu thật sẽ không có thời gian đi khoe nhà, khoe xe, khoe tiền trên mạng xã hội. Vậy nên mọi người cần cẩn thận không đặt niềm tin nhầm chỗ. Thời gian qua, bà Phương Hằng gây bão khắp mạng xã hội bằng những buổi livestream dài hàng giờ đồng hồ, với hàng loạt câu mắng chửi, chỉ trích hết cả dàn nghệ sĩ VBIC. Thậm chí bà còn tuyên bố cấm tất cả nghệ sĩ Việt đến Đại Nam để quay phim cũng như chụp hình, khiến nhiều người phải lắc đầu ngán ngẩm. Tuy nhiên, Thủy Tiên lại được nữ đại gia này bênh vực. Khi chia sẻ về nữ ca sĩ, vợ ông Dũng Lò Vôi lại dùng những ngôn từ có phần nhẹ nhàng hơn. Như Thủy Tiên, tụi bay chửi người ta ngày ngày đêm đêm, nó làm gì tụi bay, chăm chọc tụi bay hay sao mà tụi bay điên dữ vậy. Người ta đi làm từ thiện, nó đúng hay sai còn có pháp luật, nó lội mưa, lội sình, lội nắng mà tụi bay ngồi chửi nó sai thì pháp luật xử nó chứ mắc mớ gì tụi bay chửi người ta. Bữa nay tao chửi luôn đó, ngon ra mặt đi, ra mặt gặp tao nè. Xem ra bà Phương Hằng vô cùng cảm động trước tấm lòng hảo tâm mà Thủy Tiên đã dành cho người dân gặp khó khăn. Tuy nhiên, vợ ông Dũng Lò Vôi lại khiến dân tình cảm thấy khó hiểu vì khuyên người khác đừng chửi rủa, nhờ cậy đến pháp luật, nhưng hình như hành động lại có đi hơi ngược với lời nói của chính mình. Cách đây không lâu, Thủy Tiên vướng vào lùm xùm khi bị một khán giả tố làm ngơ, không giải quyết chuyện chuyển nhầm tiền từ thiện. Cụ thể, cộng đồng mạng lan truyền bài đăng của một khán giả về chuyện chuyển khoản ủng hộ miền Trung nhằm từ 300.000 đồng sang 30 triệu đồng cho Thủy Tiên, nhưng mãi không được giải quyết trả lại. Theo lời vị khán giả này, cô đã liên lạc được với phía quản lý Thủy Tiên để trình bày sự việc và hứa sẽ chuyển khoản lại, nhưng sau nhiều tháng vẫn không thấy có động tĩnh gì. Trong bài đăng, người khán giả bị chuyển sai tiền kia mong muốn phía ca sĩ Thủy Tiên giải đáp vì sao số tiền mãi không được trả về cho mình dù đã có đầy đủ sao kê, giấy tờ chứng minh. Vị khán giả kia cho biết, phía nữ ca sĩ đã có giải thích, mỗi ngày có rất nhiều người gọi điện nói chuyển nhầm tiền như trên, rất khó để giải quyết nhanh. Nhưng lại có một trường hợp, một người chuyển sai 300 triệu thì được xử lý ngay. Cuối status, khán giả bức xúc, với một người bình thường người ta nhận sai tiền còn muốn trả lại đúng không ạ? Còn đây là người nổi tiếng và là người luôn đi đầu trong việc từ thiện. Vậy cho mình hỏi là tại sao việc chuyển khoản lại cho đúng chủ sở hữu lại khó khăn như vậy ạ? Kèm theo đó, vị khán giả này còn tung rất nhiều tin nhắn trao đổi hứa hẹn của hai bên về sự việc này trong suốt thời gian qua. Hiện tại đây chỉ là thông tin do vị khán giả kia cung cấp và chưa xác thực được tính đúng sai. Phía Thủy Tiên cũng chưa có động thái làm rõ sự việc này.